Chào đón quý vị và các bạn cùng đến với chương mục Nói Gì Hôm Nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Dũng sẽ giới thiệu quý vị và các bạn món ăn rất là tốt cho sức khỏe, không những tốt mà còn mát nữa. Quý vị và các bạn thấy cái gì không? Đây là bông artiso. Thường thường thì bông artiso người ta sẽ dùng để mà nấu nước uống và để trong tủ lạnh thì khác, thì chúng ta uống thì nó rất là mát cho cơ thể. Và thứ hai nữa là bông artiso người ta sẽ dùng cho thực phẩm là nấu ăn. Thứ nhất là người ta sẽ dùng bông artiso hầm với xương heo, sườn heo hay là với gà cũng được. Nói chung là chúng ta thích nấu gì thì chúng ta có thể sử dụng bông artiso để dùng làm nước súp để mà chúng ta uống rất là tốt. Còn bây giờ thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng vào bếp gặp anh Thông để chúng ta làm một cái món này. Xin chào anh Thông. Chào Trung Dũng. Dạ. Chào khán giả chương trình Sức Sống Mới. Dạ. Như Trung Dũng vừa nói vừa rồi thì hôm nay Thông sẽ giới thiệu đến quý vị một cái món được chế biến từ hoa artiso và dạ, nấu hầm với đuôi heo và dạ, kỹ tử. Dạ. Đây là một món ăn thanh nhiệt cho cơ thể và có lợi tiểu và rất là nhuận trường. Yeah. Ngoài ra món ăn này kết hợp với kỹ tử thì nó sẽ tốt cho hệ tim mạch của chúng ta. Để chuẩn bị cho món này gồm để 4 người ăn thì chúng ta cần một cái đuôi heo khoảng 300 gram, một cái bông artiso và 10 gram kỹ tử, 10 gram kỹ tử, 2 lít nước dùng. Gia vị thì chúng ta có hạt nêm từ thịt thăn và xương ống, đường, muối và nước mắm ngon. Rồi, bây giờ thì điều đầu tiên là chúng ta sẽ làm gì đây anh Thông? Bây giờ thì Thông sẽ cắt cái bông ra. Thì phần bông artiso này chúng ta sẽ cắt đôi nó ra nha. Anh Thông ơi, cái điều mà người ta rất là quan tâm là cái điều mà chúng ta làm sao rửa được sạch cái bông artiso. Chẳng lẽ chúng ta tách từng cánh ra thì nó không có được rồi. Mà như thế nào chúng ta sẽ rửa cho nó sạch đi anh? Trước khi chúng ta chế biến thì Thông cũng đã ngâm cái bông artiso này qua nước để cho những cái phần nước nó sẽ thấm vào những cái cánh hoa, nó rửa sạch. Rồi còn phần cuốn á, thì chúng ta không bỏ nha. Đây là một cái phần rất là ngon và ngọt trong cái bông artiso. Chúng ta sẽ cắt khúc như thế này và gọt bỏ cái phần sơ ở bên ngoài. Như thế này đây. Anh Thông à, cái này là dùng được hả? Cái này dùng rất là ngon, nó bùi rất là ngon Dũng. Từ trước tới giờ thì Dũng không có thấy ai nấu như thế này hết á. Ở nhà thậm chí là cũng không có dùng cái cây này nữa. Cái này cũng hơi đặc biệt đây. Và cái cây này thì chúng ta chắc chắn là không ăn được rồi đúng không anh Thông? Để mà hầm lấy nước thôi đúng không? Dạ. Thì theo Dũng biết á, thì đúng Tết này nếu có dịp đi Đà Lạt thì cũng nên mua một ít về làm quà. Dạ. Và chúng ta sẽ nấu cái món này. Dạ. Ăn rất là ngon ha. Dạ. Ngoài ra nếu như không có dịp lên Đà Lạt thì bông artiso cũng có thể kiếm ở các chợ, ở các quầy bán rau quả ở chợ. Còn kỹ tử thì chúng ta cũng dễ tìm mua ở các tiệm thuốc bắc. Anh Thông nào, bây giờ nói sơ sơ về cái kỹ tử chút xíu đi. Cái kỹ tử thì nó giúp cho, nó có tác dụng như thế nào đối với cái sức khỏe của chúng ta anh Thông hả? Kỹ tử thì trong kỹ tử thành phần của nó có chứa là cái chất beten. Chất beten và thành phần ngoài cái thành phần beten đó, nó còn chứa cái vitamin K và các chất kali ở trong, rất là có lợi cho hệ tim mạch. Và ngoài ra nó còn có cái tác dụng là nó bổ cái đường khí huyết cho phụ nữ. Rất tốt. Phần đuôi heo thì chúng ta sẽ chặt khoảng 2cm như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nấu cái món này. Thì món này nấu cũng rất là đơn giản. Chuẩn bị 2 lít nước sôi. Chúng ta đã nấu sôi như thế này và cho cái phần tất cả các cái thành phần nó vào, gồm là bông artiso, đuôi heo, cứ thả vào, chúng ta hầm cho nó mềm. Và chúng ta cũng phải để lửa tương đối đúng không anh hả? Đúng rồi Dũng. Tại vì những cái món hầm này thường thường là chúng ta sẽ lấy nước dùng chứ không phải là lấy cái. Một cái điều mà Dũng chú ý là cái phần kỹ tử này chúng ta sẽ cho vào sau. Cuối cùng khi đúng không anh? Đã món ăn đã mềm thì chúng ta cho vào. Bởi vì khi bây giờ mà chúng ta cho vào thì nó sẽ nhừ ra, nó không có đẹp. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta chỉ cần chờ cho nó sôi bông artiso cho nó mềm, rồi đuôi heo cho nó mềm đúng không anh? Một cái bí quyết nữa là khi những cái món hầm và nấu chúng ta phải cần là coi như là nêm trước. Hai lần. Hai lần. Dạ dạ.
trong lúc chúng ta nấu và sau khi thành phẩm. Bây giờ là Thông sẽ nêm vào trong này 2 muỗng hạt nêm từ thịt và xương ống. Một muỗng nhỏ đường. Và nếu mà quý vị nào chúng ta ở ngoài miền Bắc hay miền Trung, chúng ta không thích ngọt, không thích cái đường thì chúng ta có thể là không bỏ, đúng không anh Thông hả? Đúng rồi Dũng. Dạ. Một tí muối nữa. Và chắc phải thêm một ít nước mắm để cho nó thành cái vị thơm ra. Coi như là nước mắm cho vô luôn từ lúc đầu luôn anh hả? Đúng rồi Dũng. Đó là bí quyết đấy. Bí quyết hả? Để coi cái bí quyết của anh nó như thế nào. Bây giờ mình đậy nắp lại nha. Mình đậy nắp lại để mà một láng để chúng ta tiếp tục lại cái món này. Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ thì Dũng xin mời quý vị chúng ta hãy thư giãn trong chốc lát và sau đó chúng ta hãy tiếp tục trở lại với món ăn ngày hôm nay nhé. Chào đón quý vị và các bạn cùng trở lại với món ăn ngày hôm nay. Anh Thông nè, coi như là nãy giờ Dũng thấy hơi lâu đó, mình hầm phải mất bao nhiêu phút mới xong anh? Món này thì để hầm cho cái bông atiso nó ra được những cái chất ngọt và cái phần cái mùi thơm của nó thì chúng ta sẽ hầm trong vòng là 45 phút. 45 phút với cái lửa thì nó cũng tương đối nhẹ nhẹ phải không anh? Đúng rồi, bây giờ thì nó đã chín rồi đó Dũng. Thì thấy hấp dẫn quá. Chúng ta sẽ cho cái phần kỹ tử vào nhé. Khúc này là thì chúng ta sẽ cho kỹ tử vào. Và chúng ta có nêm lại một lần cuối cùng trước khi mà chúng ta nhắc xuống đúng không anh? Đúng rồi Dũng. Đó là phải công đoạn cuối cùng của chúng ta sẽ hoàn thành. Cho nêm một ít bột nêm vào. Một ít thôi, kỳ này là nửa muỗng thôi ha. Một ít muối. Một tí muối. Thì món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Dũng. Bây giờ anh cho ra tô nhé. Xin mời em. Đặt bếp. Với cái món ăn này thì chúng ta không sử dụng bất cứ một cái loại hành, ngò hay là tiêu nào hết đúng không anh Thông? Đúng rồi, nó sẽ làm mất cái mùi đặc trưng của atiso. Tại vì nhiều khi trong gia đình mình có sẵn hành ngò cái mình quên á, cứ nghĩ là canh á chúng ta phải cho vô. Và cái phần đuôi heo thì một chén nước mắm ngon nữa kế bên nữa đúng không nào? Rồi. Đại được rồi đó anh Thông. Anh múc hết nguyên cả son Dũng ăn không có hết đâu. Rồi. Với cái món canh như thế này, món canh hầm như thế này thì chúng ta cái nước là cái điều quan trọng nhất đúng không anh Thông? Dạ, Dũng mời anh tới đây ạ. Bây giờ Dũng thử miếng nha. Đây mời Dũng. Thôi được anh Thông, Dũng thử nước rồi, Dũng thấy là